Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Tiết lộ hãng Honda sắp trình làng một cái dòng Tay Ga còn chất hơn cái chiếc SX 1/10. Các thông tin từ thị trường Nhật Bản mới đây đã cho chúng tôi biết Honda tại thị trường nước này đang chuẩn bị sẵn sàng ra mắt cái chiếc ADV 1/10 cái bản 2021 hay là mới vào trong tuần tháng 2 năm 2021. Theo các thông tin rò rỉ, cái chiếc Tay Ga hành trình của nhà Honda sẽ được trang bị cho mình một cái khối động cơ là XB 1/10cc, trang bị là phun sinh tử BZI, hệ thống làm mát bằng hơi nước. Đi cùng với đó là sẽ được trang bị cả hệ thống tay lái ga tự động hoặc là còn tài tùy theo nhu cầu trải nghiệm từ phía người sử dụng. Đi cùng đó là xe còn được trang bị cho mình một cái giảm xúc trước và sau đến từ Showa. Đi cùng chiếc phanh đĩa được tích hợp cho cả bánh trước và sau, có hỗ trợ hệ thống chống bó cứng phanh ABS, mang tính cái sự an toàn cho người sử dụng. Ngoài ra, ADV 1/10 cái bản 2021 cũng được trang bị cho mình một bộ lốp bán địa hình để mang tính khả năng vận hành đa dạng của chiếc xe trên những điều kiện ứng dụng khác nhau. Dự kiến cái chiếc ADV 1/10 2021 cũng được trang bị cho mình hệ thống cái đèn chiếu sáng full LED dọc thân xe, đi cùng với những hệ thống đèn nhận diện BLS cùng với đèn cao cấp ELS, cái đồng hồ cái dạng là full LCD hiển thị màu sắc với nhiều thông số lái để giúp cho người dùng có thể kiểm soát tình trạng của xe được tốt hơn. Đi cùng đó, xe còn có một trang bị hiện đại như chìa khóa mình đi cùng với tính năng định vị và chống trộm cực tốt. Về mức giá bán dự kiến ở thị trường Nhật Bản cũng tương đương là 100 triệu đồng. Mức giá này tuy nhiên hơi đắt một chút xíu nếu so với SX 1/10. Và với những gì được trang bị thì chắc chắn đây là một lựa chọn tuyệt vời dành cho những người thích đam mê xe dịch. Cảm ơn các bạn đã dõi clip này. Nhớ like, share, subscribe.